Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh Mẹ Mặt 789. Để có thể làm được một chiếc đèn ngủ siêu tiết kiệm này thì chúng ta cần phải có một cục sạc điện thoại, hai bóng led, hai con trở 118 đến 220 ohm, mỏ hàn, nhiệt thông thiết và súng bắn keo, cộng với vài dụng cụ cơ bản. Thì bước vào thực hiện, đầu tiên chúng ta sẽ tháo cái cục sạc này ra. Ok, trong đây là cục sạc này là nó dùng bằng đầu USB. Còn có thể các bạn cũng có thể dùng cục sạc không dùng USB cũng được. Cục sạc này là 5V. Chúng ta sẽ bẻ vứt cái phần USB này đi, không cần thiết. Ok, sau khi vứt xong cái phần USB mình được như thế này, thì bây giờ chúng ta sẽ thiết kế bóng đèn, hai bóng LED này, nó nằm ở phần đuôi, ngay cái chỗ USB luôn. Thì mình sẽ dùng một miếng giấy. Giấy này các bạn có thể lấy giấy từ trong các cái hộp thuốc, hộp bánh gì cũng được. Chúng ta cắt thành một miếng nhỏ như thế này. Đấy, để đủ có thể có dắt được vào cái phần rắc USB này. Đây. Và chúng ta khoan thành 4 lỗ. Mỗi lỗ cách nhau 1 mm. Bây giờ chúng ta sẽ dắt đèn LED vào đây. Đèn LED thì chúng ta sẽ dắt cho hai bên pha nóng gần nhau. Đây, có nghĩa là pha nóng nó nằm vào phần bên trong đây, còn pha mát nó nằm bên ngoài đây. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đấu chung hai cái chân, chân nóng của nó, của hai bóng, chân nóng, chúng ta sẽ đấu chung lại với nhau. Ok, còn hai chân mát chúng ta sẽ hàn hai con điện trở. Ok, hàn xong bây giờ chúng ta sẽ gộp hai chân con trở này lại với nhau và chúng ta xoắn chung nó lại. Sau đó chúng ta cắt bớt phần thừa đi. Bây giờ ta sẽ hàn hai cái đầu dây. Mình đây có đoạn dây điện này. Ta sẽ hàn hai đầu dây vào hai cái chân này. Chân mát và chân nóng. Một chân có trở và một chân không trở. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hàn vào trong cái cục sạc này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ hàn vào với cái hai cái đầu nguồn dương và âm của cục sạc này. Thì trong đây thì nó có ký hiệu là cộng và trừ rồi. Còn nếu như cái cục sạc nào mà không có cộng trừ thì các bạn cứ hàn vào con tụ ngay bên cạnh chỗ đường dây ra này. Con tụ mà có cái vạch trắng đây, chân nó nằm ở chỗ vạch trắng này, tương ứng với dưới này là pha mát. Còn chân bên không có vạch trắng là tương ứng pha nóng. Bây giờ chúng ta sẽ hàn vào. Pha nóng thì không có trở, chúng ta sẽ hàn vào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lắp lại như cũ vào cái cục sạc này. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ lắp cái bộ IC này vào trước. Sau đó chúng ta sẽ dắt cái ống led này xuống. Đấy, và chúng ta lắp nắp lại. Đối với cục sạc nếu không có cái đầu USB thì các bạn sẽ khoan cái lỗ ở đây để cho bóng led nó chui ra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cắm vào cho nó thử xem nó có sáng hay không. Đấy, là sáng bình thường. Đối với cái bật lửa này chúng ta sẽ bóc cái phần này đi. Này, các bạn dùng kìm hoặc có thể dùng dao bật cái phần nắp này lên. Đây, vặn cái phần này ra. Ok,
ta đổ ra. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng súng bắn kêu nến. Chúng ta sẽ gắn cái bật lửa này lên đây. Ok, là xong. Bây giờ chúng ta sẽ cắm điện thử xem nó hoạt động như thế nào nhá. Đấy, các bạn đã thấy một chiếc đèn ngủ làm rất đơn giản đúng không? Trong đây là có hai màu, màu xanh lá cây và màu tím. Đấy, trên đây là cách làm đèn ngủ siêu tiết kiệm từ đèn LED được thực hiện bởi kênh Mèo Vật 789. Các bạn hãy like và chia sẻ video để ủng hộ Mèo Vật 789 lấy động lực làm video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào các bạn.